VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc đi vị chất mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam. Chỉ do nước trên mi em rơi khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng, chỉ còn biết hy vọng. Có những cơn mưa ngăn ta không thấy nhau, có nơi nhiều tay riêng thôi ai biết đâu. Dấu trái tim anh luôn yêu thương em như là mối tình đầu. Muốn mang theo đôi chân anh trên bước đi, muốn thấy ai yêu em như anh nghĩ suy. Nhưng yêu đôi mong qua đi mỗi khi không hạnh phúc điều gì. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc say, dù ai cũng hay mà trong phút giây chẳng hết điều vui dịu em lẫn đoạn đầy. Mà đời tôi có khi đều đang giấu đi chẳng hề khác, chỉ do nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng, chỉ còn biết hy vọng. Chẳng thể hết niềm vui dư ấn lẫn đoạn đầy. Mà nơi tôi có khi điều đắm dấu đi chẳng hề khác, chỉ do nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trong ngóng, chỉ còn biết hy vọng. Chỉ còn biết hy vọng.
à. Đúng là dòng họ Thỏ nhà tôi. Xin mời ứng cử đầu tiên của hội đồng cố vấn ạ. Mạnh dạn luôn nha. Cho em đi chị. Đôi tay vàng nó có kinh nghiệm. Anh Thành ơi. Nè. Cảm ơn chị đẹp. Rồi, phong bì cuối cùng ạ. Quản gia ơi, cài số da lại. Chào Thỏ. À, bây giờ mình đến với những lời nhận xét đầu tiên của hội đồng cố vấn để xem là họ phỏng đoán Thỏ là ai nha. Trước tiên mình phải nói về giọng hát của Thỏ. Thỏ có một quãng trầm tốt, tưởng là Thỏ chỉ hát quãng trầm thôi, nhưng một lát nữa Thỏ bắn tút lên trên trời. Cái người này là phải luyện tập, có học, có hành đàng hoàng. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến những người đàn anh lớn nhất. Anh Bằng Kiều. Anh Bằng Kiều. Dĩ nhiên Bằng Kiều chúng ta sẽ loại ngay vòng một. Là bởi vì giọng anh Bằng Kiều là giọng mái. Tuột xuống anh Bằng Kiều một thế hệ. Chúng ta có anh Hoàng Hải. Anh Hoàng Hải cũng hơi cũng là kim kim luôn. Sau đó mình tuột xuống thêm một thế hệ nữa, ta có Hoài Lâm, Vũ Anh Tuấn nữa. Và chúng ta có Hoàng Tôn. Em dựa vào cái dữ kiện trên ClickVT, trên 1500m trên mực nước biển á, thì em chỉ nghĩ là hay là bạn này quê ở mấy cái vùng cao như kiểu Đà Lạt. Mà Đà Lạt bây giờ đã con bướm nó xuất hiện rồi. Con bướm ở lại rồi. Thì đúng vùng cao rồi, Thỏ trong hang mà thoát tiên. Thì đáng nói là ClickVT là vậy. Nhưng mà chỉ cần vài cái nốt đầu tiên là tiên ngay lập tức nghĩ ra bạn là ai luôn. Tôi nói thiệt nha Thỏ, cái quãng giọng này ở Việt Nam thì cũng không mấy người. Cái đoạn lên cao là cố tình hát giọng khác nha. Có mấy chỗ nhớ ra thì là sẽ bẻ sang giọng người khác. Còn những chỗ nào mà thăng hoa lên quá là quên mất. Mà Bích Phương, lần này là em có vẻ là quả quyết. Từ nay đến giờ em thấy radar của em tè được mấy phát. Nhưng mà nói chung đây là nhân vật tóc tiên mong muốn đi sâu nhất có thể. Thôi bây giờ mình hỏi câu hỏi đi. Hỏi. Thỏ, Sở Quyên thân mến, chúng ta đã từng gặp nhau ngoài đời chưa? Xin chào Rocco Nguyễn thân mến. Chúng mình đã từng gặp nhau ngoài đời rất nhiều lần rồi. Mình gặp nhau ngoài đời mình có thân thiết không? Cái đấy thì phải tự Rocco Nguyễn biết chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Lỡ bên đây thân bên kia nhận thân sao? Em Thỏ ơi, em có ưa Rocco Nguyễn không? Anh Rocco Nguyễn rất đẹp trai, nên em cũng không ưa lắm. Vì em không thích những người đẹp trai hơn mình. Đúng. Nhưng mà Thỏ chắc chắn có một thứ mà hơn Rocco Nguyễn ở trên khuôn mặt. Nếu mà nói đúng, có phải là đôi tai dài hơn không? Không phải. Cũng không nhớ nữa. Tại vì ở trong hang Thỏ không có hương để sai. Thông minh. Thỏ này nó học qua khóa ứng xử. Văn vở. Văn vở. Thỏ ơi, Thỏ, bộ này là Thỏ tự yêu cầu chương trình làm theo cái phong cách này hay là chương trình phân cho mình cái gì mình mặc cái đấy thôi? Trước khi mà Thỏ tiếp xúc với loài người ấy, thì Thỏ được mọi người cho xem một video của chương trình rap Việt. Thỏ thấy rất là thích cái phong cách này. Phong cách rap? Phong cách hip hop never die. Hoặc nhảy một điệu hip hop ke đầu hát kéo gì đấy được không? Ke đầu là rớt đầu nha. Cô Rada ơi, bộ đồ này 6kg lần. Cô ke đầu là Thỏ tôi không lên được. Nói chung là tất cả những cái gì thuộc về vẻ bề ngoài, ngay từ cái tên chọn Sở Khuyên rồi ra vẻ hip hop, đó là Bích Phương một cú lừa. Hoặc là khao khát ẩn giấu đằng sâu bên trong. Người ta muốn được Sở Khuyên, được hip hop ở một thế giới song song. Đây nè, bây giờ thêm một chi tiết nữa về Thỏ luôn, khỏi hỏi luôn, biết luôn. Thỏ thích nấu ăn và nấu ăn ổn. Thỏ cũng thích nấu ăn nhưng mà Thỏ thích ăn hơn. Mình từng đi ăn phở tái lăng ở ngoài Hà Nội với nhau luôn. Thế ghê quá. Trời ơi, đừng đùa. Chị có tiền có chắc không vậy? Chị chắc chứ em. Wow, quá trời. Ôi, Thỏ lộ quá. Con Thỏ này không rút kinh nghiệm của những con trước gì cả. Thỏ này nụ cười vô tri lắm. Cười luôn hiện trên môi.
em hiểu tại sao thỏ mưa rồi, có lý do hết. Không sao đâu bắp, và thật ra Rốc Cơ Nguyện cũng không khác con thỏ lắm đâu. À, tại sao lại chọn màu tím với màu vàng vậy thỏ? Thỏ có phải là fan bóng rổ không? Fan Laker đúng không? Cái này là màu tím mà. Thỏ xin lỗi, thỏ bị mù màu, thỏ không có biết, không có biết. Trời ơi, thỏ trả treo quá. Hồi nãy lúc mà lửa nó xịt á, thỏ cảm thấy làm sao? Cái khung cảnh lúc ấy làm cho thỏ cảm tưởng như mình đang ở trong một chiếc nồi chiên không dầu. Rất nóng bỏng, chắc là chỉ còn thiếu bước tầm bước gia vị nữa thôi. Bây giờ thỏ đứng luôn hay là thỏ quay? Nghe đồn cơ thể của chú thỏ Sở Quyên này đồ lắm. Wow. Bây giờ mình cần những cái tên cuối cùng để chốt lại à? Hay mình giấu tên này được không nhỉ? Giấu chứ, nói thì tôi sợ thỏ vào vòng. Em nghĩ là nên bảo vệ thỏ em. Nên bảo vệ nha. Xin mời bị đỏ áo đen hãy đưa thỏ vào trong nghỉ ngơi ạ. Cảm ơn thỏ Sở Quyên.